Dạ, dạ thưa phụ con rất mừng gặp sư phụ hôm nay. Thưa sư phụ cho con hỏi là trong năm cái giới luật á, là mỗi giới luật là có năm vị thiên thần để mà chăm sóc. Mà nếu có một giới luật nào mà người đó vô tình mà bị phạm cái giới luật đó thì cái vị thiên thần đó có biến mất hay là biến mất, biến mất. Dạ biến mất. Không được phép bảo hộ người đó. Dạ cảm ơn sư phụ.